Quỳnh Phạm tuyên quang xin gửi lời chào toàn thể các bác thợ đam mê săn bẫy chim đêm trên toàn cả nước. Và hôm nay cơ sở kinh doanh của em thì lại về một cái lô hàng rất chi là nhiều để phục vụ anh em trong quá trình chúng ta đam mê săn bẫy. Và trước khi đi chi tiết và báo giá sản phẩm thì em Quỳnh cũng nói lại về cách thức giao dịch để tất cả quý khách hàng đến với shop của em các bác yên tâm hơn khi đặt hàng bên cơ sở kinh doanh của em nha. 100 hàng các bác được đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, và quan trọng nữa hàng đúng như chất lượng, đúng như sản phẩm em giới thiệu ở đây thì các bác vui vẻ thanh toán giúp em nha mọi người. Và bây giờ xin kính mời toàn thể anh em chúng ta hướng lên video, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về sản phẩm. Và hôm nay cái sản phẩm em muốn đi chi tiết tới các bác đó chính là dòng loa tép. Đối với sản phẩm loa tép này thì xuất xứ của nó là hàng xuất xứ này nội địa của Trung Quốc. Hàng này là nguyên đai, nguyên kiện, nhập nguyên hộp của Trung Quốc về các bác nhá. Hàng này là dòng tép 5W của nó là 8 ôm các bác nhá. Đối với sản phẩm tép này, nó rất là nhỏ nhắn, tép đen như thế này. Và quan trọng nữa các bác quan sát thật kỹ đây nhỉ các bác này. Đối với sản phẩm tép 5W của Trung Quốc này, nó khác tép Việt Nam, cái công nghệ đúc của nó sẽ cao cấp hơn. Có nghĩa là những cái nam châm này này, các bác nam châm từ này, nó đúc sẽ cao cấp hơn cái dòng Việt Nam. Đấy, tại vì sao em lại nói thế ạ? Tí nữa em sẽ cùng các bác đi vào test để chứng minh cái lời em nói các bác nhá. Đây các bác có thể quan sát trên vỏ của nó này. Toàn bộ cái nắp hộp này của nó là như ABS hết các bác nhá. Và quan trọng hơn nữa những cái con ốc này này, người ta chế thiết kế rất là thông dụng luôn, bằng dùng tô vít tứ giác ấy, bốn cạnh các bác có thể vặn thay thế côn dễ dàng. Và quan trọng hơn nữa các bác có thể quan sát ở cái vành nó này, chúng ta lắp ráp rất là dễ. Đây, khi mua về các bác chỉ cần lắp ráp này, cho vào vấu các bác lắp như này. Đây đã trở thành một chiếc loa rồi. Đó. Đấy, khi các bác mua hàng bên nhà em Quỳnh, 100% chúng ta được kèm theo phễu như thế này. Đó, đã được một chiếc loa hoàn chỉnh như này rồi các bác. Và các bác nhìn này, đây nhìn nam châm của người ta đúc này các bác này. Đó. Riêng nói về công nghệ đúc, bao giờ hàng Trung Quốc cũng hơn người Việt Nam rất nhiều. Tại vì sao ạ? Tại vì máy móc của người ta hiện đại, người ta đúc ra những cái nam châm từ này rất chi là chuẩn. Đấy. Và cái nam châm của nó bao giờ xịn sò hơn hàng Việt Nam. Và tí nữa các bác hãy xem video, em sẽ test cho các bác xem về chất lượng của cái dòng loa tép 5W 8 ohm này, chuyên dụng để cho chúng ta đi đánh mắt xéo, đi đánh rễ run, đi đánh rễ run, đi đánh cuốc biển các bác nhá. Đó là những cái dòng chim đêm đó em Quỳnh vừa nói đấy, chuyên dụng cho các bác đi đánh chim rễ run này, chim cuốc biển này, rất chi ok và hiệu quả đó. Đối với sản phẩm loa tép này em về kho số lượng lớn, các bác sỉ nào muốn lên đơn các bác cứ alo trực tiếp với em. Đấy, dòng này các bác nhá, nhìn cái loa của nó này các bác đã thấy, đấy đã thấy chất lượng rồi, rất là nhỏ gọn như ABS, sáng bóng luôn. Và nam châm từ của nó các bác quan sát này, đó các quan sát cái nam châm của nó này, rất là sắc nét luôn. Các đường lắp ráp của nó các bác nhìn này, khít nghiền khịt luôn, không bao giờ hở khe luôn. Đây là dòng tép 5W 8 ôm của Trung Quốc. Đó, em Quỳnh bán hàng Trung Quốc, em bảo Trung Quốc. Hàng nào Việt Nam, em Quỳnh bảo Việt Nam. Hàng Indo, em Quỳnh nói Indo. Không bao giờ bán láo cho mọi người. Đây là sản phẩm dòng tép 5W. Và bây giờ em Quỳnh sẽ đi test đại diện bất kỳ một chiếc loa nào ở trên này. Đối với sản phẩm này giá thành đưa tới tay các bác, thứ nhất là giá thành ok này, chất lượng này quá là ok luôn. Bây giờ chúng ta hãy hướng video cùng em test về sản phẩm này qua tiếng quốc biển các bác nhá. Đây chúng ta lắp phễu vào đã. Đó. Đấy các bác nhìn cái tai của nó này, tai của nó bao giờ cũng có hai tai luôn, chứ không phải là một tai như người mình. Đấy hai tai luôn, và tán nó gập xuống này, cho nên là vận chuyển hoặc là chúng ta mang đi mang lại cũng rất là khó gãy. Đó. Và độ bền tương đối là ok. Mọi người đợi em trong giây lát, chúng ta sẽ đi test vào các bác nhá. Đối với sản phẩm loa này thì các bác mua hàng được đồng kiểm tra hàng, đúng như hàng chất lượng em Quỳnh đang quảng cáo ở đây. Thế vui vẻ thanh toán cho shipper giúp em nha mọi người. Đây, bây giờ sẽ đi test cho các bác xem. Đó, các bác đợi đợi em trong giây lát nha. Thank you.
một hồi test loa cho mọi người xem, thật là muốn thủng màng nhĩ luôn. Đối với sản phẩm loa tép này các bác yên tâm, hàng này nói chung là chất lượng của nó thì rất chỉ là ok. Nhiều anh em có cái tư tưởng là các bác cứ phải mua hàng kia, nhưng hàng thực ra mà nói thì hàng xuất xứ Trung Quốc hay Việt Nam, miễn sao chất lượng của nó đảm bảo và đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta được là ok các bác ạ. Đối với sản phẩm loa tép này, các bác vừa rồi đã nghe em đi test về cái chất lượng âm thanh của nó, các bác cảm thấy thế nào ạ? Theo em ấy, trong hai dòng em đang test thì cái dòng này không thua kém gì hàng Việt Nam cả. Nói thật lòng với các bác là cái hàng này đang nhập về đắt hơn dòng Việt Nam, nhưng mà chất lượng của nó đang test đấy cho mọi người xem, mọi người có thể cảm nhận được phải không ạ? Chất lượng của nó rất là hay. Đó, nó ra này, thứ nhất là tiếng nó không bị rung, thứ hai tiếng nó ra rất là đanh, tiếng chét của nó rất chỉ là nhiều, và quan trọng nữa nó rất là hay. Em cảm nhận là như vậy, đấy là bản thân em cảm nhận như vậy, còn sự đánh giá là do quý khách hàng thôi. Các bác nào mà đang cần sản phẩm tép này, dòng này là tép đầu bằng các bác nhá, cái nhọn nó thụt vào bên trong này, đó, nó bằng như thế này, dòng này là tép đầu bằng của Trung Quốc, em Quỳnh xin nhắc lại. Và đối với sản phẩm loa tép này thì em sẽ bán ở giá cho các bác cực rẻ luôn. Đó, các bác nào mua hàng quan tâm sản phẩm này hãy nhấc máy lên alo trực tiếp với em. Ngoài sản phẩm loa tép này thì bên em Quỳnh đầy đủ các dòng loa phóng, phụ kiện, loa đài âm ly cho các bác chúng ta đi săn bẫy chim ngày chim đêm đầy đủ luôn. Bác nào đang xem video thấy hay có thể ấn chữ like giúp em, và thấy hợp lý có thể ấn chia sẻ lên các trang hội nhóm giúp em nha. Bác nào cần hỏi gì thì hãy hỏi ngay bên dưới phần bình luận này, em Quỳnh sẽ tư vấn và trả lời cho tất cả mọi người. Và vừa rồi em đã đi chi tiết cùng các bác về cái sản phẩm loa tép 5W này. Bác nào mà đang có nhu cầu dùng cái sản phẩm này hãy nhấc máy lên qua shop ủng hộ cho em các bác nhá. Và trước khi tắt video, các bác nhớ ấn vào chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em Quỳnh nha mọi người. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào các bác, hẹn các bác video lần sau nha. Chào tất cả mọi người.